đéo có gì đặc sắc. À, anh ngày xưa anh đi học anh bị trấn xe đạp. Đây các con vợ chưa nghe quả đi mạng ăn quả trấn xe đạp của mình cay. Đi bạn mày tôi mà nó điêu. Rồi tôi sẽ kể quả tôi bị trấn xe đạp. Hai lần bị trấn. Một lần chạy được, một lần bị mất. Bây giờ tôi kể cho các con vợ nghe. Đi mẹ mày tôi mà nó điêu nhá, mẹ mày làm con chó luôn. Trước ấy là mình cũng kiểu lần lớn mình chơi mú Hà Nội này. Chơi mú Hà Nội ấy, xong bắt đầu có ngày xưa có bộ lê gần này, bộ trâu xanh này, gậy rồng vàng hay bạc đéo ấy, xong gậy rồng phun này. Thế cái hôm ấy được vừa được bố Hải bố mua cho con gọi là cào cào Nhật đấy, mà ngày xưa cào cào Nhật nhá, một củ hai thuê đến lớp khệnh lòi luôn, phanh nhá, đi đéo bây giờ phải sợ luôn. Phanh đéo bây giờ sợ luôn. Thế mà đi mà mày đến lúc mua được cái xe đạp đi được có mấy ngày thì cái hàng lét nó có cái thằng đấy gọi là thằng đéo nhỉ, mà đéo cái thằng đấy bây giờ ở đâu rồi? Cái thằng này nó cách nhà anh có chỉ tầm 500m thôi, ở đoạn cầu Long Biên ấy. Nhưng mà thằng đấy là Asim à? Hay gọi nó là Asim hay A đéo gì nhở? Asim hay A gì ấy? Thì nó lại bảo là mày có muốn có bộ Legend full không? Cả gậy rồng full không? Nó bảo anh quen Armin ấy, đi theo anh. Đi theo anh lên tận nhà Armin luôn. Anh cho mày gặp ông ấy, mày thích xin đồ gì thì xin. Mày bảo đi mà mày. Thằng này quen cả Armin, hồi đấy mình cũng ngây thơ mà. Mà đéo sao nó lại quên cả Armin, hay là thật thể kệ mẹ đang thích bộ đấy nhất mà. Ui ngày xưa Legend với cả Châu Xanh nó đỉnh em ạ. Ngày xưa cái bộ đấy nó đang là đắt vãi đái luôn, mà đi cái đấy người ta gọi là đi đâu nhỉ, đi trao à, đi bờ lút à, đi quẩy à? Đi qua cái cầu nhặt trao này gọi là gì nhỉ, đi bờ lót à. Ui ôi thế mà con vợ đã ra đã bảo mình thằng này đéo biết là Asim A đéo gì, mày có muốn có bộ đấy không, cái thứ mày đít mạng lại bảo mình cầm một tờ giấy xong viết ra. Mình cũng thật thào đấy, mình trẻ con mà, mình có lớp 7 lớp 6 lớp 7 thì mình vượt ra em chào anh Armin ạ, em muốn có một bộ Legend full, một gậy rồng full, một bộ trâu xanh. Ngày xưa anh chơi con đéo nhở, đéo phải cái con cầm gậy một quẩy rồng nha, gọi là gì nhở, đéo phải con DK con gì ấy. Thế mà xong mình đi với nó thì nó bảo đi cùng nó đi lên tận đó, đi lên tận Thụy Khuê. Đi lên tận Thụy Khuê. Nó bảo mình ngồi từ quán nước, lúc ấy là tầm 3 giờ hơn, 3 rưỡi chiều rồi. Xong nó bảo mày ngồi đây nhá, để anh và anh đưa giấy cho ông ý, ông tí ông ấy ra mày đọc lịch, ông ấy cứ đưa đồ cho. Ơ, bảo vâng. Xong mình ngồi đấy mình đợi từ 3 rưỡi, nó đóng phát xe đạp trong ngõ. Đi mẹ mà ngồi đến tận 6 giờ tối. Mình bảo đéo sao lâu thế nhở? Điện thoại thì đéo có. Thế là mình ông kia ông bảo sao mày ngồi uống nước ở đâu thế, bảo không anh ấy bảo cháu ngồi đây đợi anh ấy lấy xe đạp cháu đi với ông kia. Mày bị lừa rồi cháu ơi, đi bạn làm sao mày lại cứ ngồi đợi. Mình bảo đéo ngồi đợi thêm thì lỗi đến 6:30 7 giờ đéo về, mãi đéo về. Thế thôi đi về nhà, đi xe ôm lại còn đéo có tiền chứ, mẹ con bị chấn mất xe đạp à. Ui dồi Long ơi, đi mẹ mà gọi bố về nhá, ăn trận đòn luôn nhờ. Mà hôm sau đi học lại đi bộ xong bố lại bắt được thằng đấy. Vì sao chỉ nhà chỉ rước nó hay ra lấy để chơi ấy. Lại bắt được nó, bắt được lên cửa khẩu, nó về lại giả lại tiền, nó bán các mẹ được 800, giả luôn 800 nhờ. Mất trình thì đéo được. Ờ đúng rồi, ngày xưa chơi sâu quẩy rồng má ơi luôn. Nói chung là anh cũng nhiều chuyện hài, đéo biết kể nhỉ. Biết kể từ đâu bây giờ. Nhiều cái anh nói chung là hồi trẻ trẻ mà trẻ con anh cũng nhiều cái hài lắm. Anh bị bố Hải đánh bao giờ chứ anh? Anh kể lý do đi. Ui ôi, đít mẹ mày xưa nhá. Anh đi chơi về nhá, bố Hải đánh nhá, đạp anh trong nhà vệ sinh một phát ngất luôn. Lúc đấy mình mới biết cảm giác ngất nó là như nào. Đạp phát bụng nó đập mấy phát mặt luôn, lịm luôn. Thằng Tân Vẩu ấy, ngày xưa là cái thằng mất dạy suốt ngày sang đón anh đi chơi ấy. Là quả bữa cơm không về ăn ấy, về muộn ấy, vừa vào nhà thằng Toàn Vẩu vừa mới độ đấy nhá, ăn cả úp cả bát cơm phát đầu luôn. Toàn Vẩu nhìn thấy chạy luôn mà. Kể về anh đi du lịch nước ngoài đi. Ui. Anh làm đéo có tiền mà anh đi du lịch nước ngoài em. Từ bé đến lớn rồi anh đi được đúng sang Thái ấy, gọi là sang cái đảo Phi Phi.
Anh không có thời điểm. Anh ơi, kể về một lần đi du lịch anh thích nhất làm động lực đi anh. Du lịch mình phải đi châu Âu em ơi, mình phải đi mấy kiểu có tuyết có tùng nó đỉnh đỉnh á. Anh kể chuyện khởi nghiệp đi anh thôi em ơi. Kể khởi nghiệp gồm đeo ấy. Tôi ở Phúc Tân. Ngày xưa đi làm bị lừa bao giờ chưa? Lừa thì chưa bị lừa nhưng mà đi làm thuê thì cũng làm nhiều. Ở nước Nghệ bà ơi. Cấp 1 à? Ngày đầu tiên đi học cấp 1 à? Ngày đầu tiên đi học lớp 1 được 1 điểm luôn. Vãi lộn về cái đường, cái tưởng số 1 là to lắm. Đi mẹ mày, chửi luôn. À ngày xưa đi đua bố Hải đánh á? Không, ngày xưa bố Hải đi đua, anh đi đua bố Hải còn đi cùng anh mà. Ngày xưa bố Hải toàn đi đua cùng anh thôi. Nói mà bảo đi đua cùng không không phải lắm, nhưng mà có nghĩa là hai xe ấy, bố anh cả một bác hàng xóm nữa. Tối nào mà ra đường là ba bố cả bác lại cũng đi theo đoàn, đi hết chỗ này chỗ nọ xem đua vui phết. Anh kể tiếp bị đánh đi anh, đánh cái đéo ấy. Anh học lớp 8 nghỉ rồi. Anh kể chuyến du lịch buồn cười nhất đi. Đúng cái chuyến du lịch mà ngày xưa, cái đợt đấy du lịch chứ không phải du lịch mà là đi ở Hà Nội ấy, mà anh kể mà chơi đồ mà bị mấy thằng hai ba thằng quay ỉa chung một cái phòng vệ sinh ấy. Anh đã bị bạn bè chơi khăm lần nào chưa? Chơi khăm thì cũng có, mà chơi xấu cũng có, mà nói xấu sau lưng thì cái chuyện mà chơi đểu này, nói xấu sau lưng này thì không ai là tránh được em ạ, không ai có thể tránh được. Tại vì ấy, nên nhớ một câu này, mình đéo là mình làm dâu trăm họ được. Ví dụ anh nói chuyện với các em ở đây thì các em quý anh chẳng hạn, nhưng mà có thể anh nói chuyện vài người thì vài người không thích anh chẳng hạn, để bảo thằng này là ngông nghênh, thằng này bốc phét, thằng này nói chuyện là cứ đi mạ mình như kiểu đập đá, thằng này nói chuyện kiểu linh tinh kiếm phim ấy, là kiểu kiểu đại loại kiểu kiểu đấy đấy. Mình phải có, nói chung là làm dâu trong họ khó lắm để mà lấy lòng được toàn dân thiên hạ. Với cả ví dụ như 2.900 người xem nhá, mình muốn lấy lòng 2.900 người xem khó lắm em ạ. Ví dụ 2.900 người xem cùng lắm mình lấy lòng được tầm 500 người thôi, còn kia 2.500 người mình chẳng may ghét mình nữa. Nó khó lắm, nó làm dâu trong họ chịu rồi, khó lắm. Để mà địt mạ mà các ông quý mình, nhắc đến mình mà quý mình hay là ưa mình hay là không bao giờ nói xấu mình thì đéo có chuyện xảy ra đâu. Sau khi nghỉ học địt mạ mày, sau khi nghỉ học anh nhà anh chơi võ lâm truyền kỳ, võ lâm một luôn, tên nhớ là hết thời luôn. Lần đầu yếu đun đó. Ỉa đùn thì như chữ ỉa đùn bao giờ. Chỉ có đi bạ mót ỉa quá nó ra kiểu bánh rắm ấy. Chứ chữ ỉa đùn. Anh có quan niệm về việc có hay không bằng cấp 3 không? Thực ra cái bằng cấp 3 thì mình nếu mà mình cứ học mình nên có thì cũng được. Tại vì mai sau mình mà cái cấp 3 đấy bây giờ cũng đéo giải quyết vấn đề gì. Mà đem cái bằng cấp 3 có giải quyết được không nhỉ? Đi xin làm người ta bảo có bằng cấp 3 thì mình xin lại dễ trôi hơn một tí. Ui dồi ôi, đầy ông đại học hai bằng kia. Đi bạn có làm đeo đâu. Nghề chọn mình mà em. Bố Hải có bao giờ nói chuyện về tương lai không anh? Tương lai thì thực ra bố Hải với cả mẹ Chiến bây giờ chỉ có thích là anh lấy vợ thôi. Anh lấy vợ cả cả đẻ em bé thôi. Nhưng mà cái chuyện vợ con ấy, cái chuyện vợ con ấy thực ra là cũng duyên, cũng phải chờ duyên chờ phận em ạ, chứ đâu có phải là mình muốn mình lấy là mình lấy được ngay đâu. Không phải là mai ta thích con này đang yêu con này mai quánh nó phát chửa em ơi, nó không phải đâu. Cái duyên phận mà khi nào cái duyên phận đến rồi, ông trời ông sắp đặt rồi, mình đến mình phải lấy người này, mình phải chấp nhận mình lấy người này. Chứ bảo mà nhiều ông nhá, yêu đến 7 85 5 65 đéo đẻ được.
ngoánh đi mẹ mày phọt vào trong các kiểu vẫn đéo đẻ được. Nhưng mà khi chia tay một phát quên em luôn, yêu ông này yêu bà kia yêu ông này 3 tháng chửa luôn, mà yêu yêu ông kia tận 5-7 năm liền đéo chửa được đấy. Đấy mới là hay. Nếu mà theo anh đọc ở trong về nói về Phật giáo đó, thì là có một người hỏi 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 một cái vị này sư tăng hay vị, có một người hỏi con vợ sư tăng hay một con vợ gì đấy anh đeo nhớ lắm, lâu lâu rồi, tại sao con yêu người này 5 năm hay 7 năm mà không có em bé, nhưng sau khi con chia tay được hơn 1 tháng thì con có người mới, con yêu người ta được 3 tháng thì con có chửa với người ta, thì con vợ sư thầy trả lời hộ con như nào ạ? Thì anh đọc được ấy, thì con vợ sư đấy, con vợ đấy kể là kiếp trước con bị chết, con chết ấy, ví dụ là kiếp trước là con chết, thì người cái người yêu cũ của con là cũng là kiếp trước thì là người đi đường đi ngang qua, người ta đắp cho con cái chiếu, đến kiếp này con giả nợ cho người ta thế là hết đấy, nó đại loại là thế. Chứ bây giờ mà bảo nói thật là bây giờ ví dụ mà như kiểu anh đây tìm người yêu thì thực ra nói là không không phải là không phải quá khó mà cũng không phải là quá dễ, cũng có thể tìm được người yêu luôn được. Nhưng mà yêu nó khác em ạ, thì phải nên nhớ nhá, yêu nó khác. Nhưng mà yêu nó khác nhưng mà lấy nó cũng khác. Cái tình yêu nó khác với cái lấy cái cuộc sống hôn nhân, nó gia đình, nó ở chung với nhau nó khác lắm em ạ. Ví dụ yêu nhau hợp nhau về cứ nhìn thấy nhau mà kinh tế khá giả, nhìn nhau lúc nào cũng 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 thích, cũng khoái. Bây giờ về kinh tế các thứ xong lại cặp bồ cặp bịch, nó nhiều cái nó khó lắm. Anh thì anh chưa thử thế bao giờ, nhưng mà trước mắt anh thì những cái người bạn xung quanh mình thực tế ấy, thì anh thấy nhiều rồi. Nó xảy ra thực tế luôn, mà mình cũng là người thực tế nhìn thấy luôn. Con vợ sửa. Kể cảm giác con vợ Long ra ngoài xã hội đánh bạc lần đầu tiên đi anh cảm giác ra. Em ơi anh không bao giờ lô đề, anh không bao giờ lô đề, không bao giờ cờ bạc, thế thôi. Anh không khoái bộ môn đấy, với cả cái bộ môn này không hợp với anh thử rồi, cũng thử chơi om ba cây sóc đĩa, anh đéo biết chơi mà cứ bán cái đéo ấy, đéo biết rồi, nói đéo biết tin. Anh chỉ biết đánh sâm ấy. Anh thử rồi, tại vì chơi ví dụ mình chơi 3 lần mà cả 3 lần đều thua thì chơi kiểu gì, mà ví dụ mà cho ai vay tiền chẳng hạn ấy, tẻ mẹ hết, mà cái số tiền nó có to đéo đâu. Hà Nội dịch thế nào rồi, anh Thái Nguyên đang mua đồ dự trữ rồi. Ô Thái Nguyên có người dịch á? Làm tiếng giảm anh ơi, em ơi, hey, anh chỉ làm được tiếng mũi thôi, nhưng tiếng giảm anh toàn giảm thật luôn, đéo bao giờ anh lại đi làm tiếng giảm làm gì cả. Anh kể lần đầu anh bị đánh đi, lần đầu anh bị đánh á. Lần đầu bị đánh á, nhớ đánh nhau bao giờ nhỉ? Anh lại không mơ ra đường anh đánh nhau bao giờ đâu, ít lắm. Vậy luôn. Anh đánh như chưa bao giờ ra, anh đéo nhớ đâu. Tại vì anh ra đường anh ít khi đánh nhau á. Kể lần đầu đi tán gái á. Cái đấy anh kể hết rồi. 34k đấy cả Việt Nam đấy bố. Gọi 34k riêng một mình đâu, 34k thì cũng 16 người khỏi rồi. Chào idol ạ, kết anh từ lâu lắm rồi, hôm nay mới xem like của anh lần đầu tiên. Ô, hiểu luôn. Thế mà hôm trước anh gạ anh em đi 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 đánh lô. Ơ, ông buồn cười, người ta đi ọp người ta mới đánh lô. Đi mẹ 150 triệu tiền tiền phang lô mà ăn em hộ ái. Chỗ trại giam Phú Sơn bị rồi á? Thật à em? Mày đừng có tung tin hỏa mù nhá, mẹ mày phạt đấy, tù đấy. Truy cứu trách nhiệm hình sự đấy, đừng đùa.
Anh Long ơi, hồi bé anh có lấy tiền của bố mẹ không? Có nhé em. Nhưng mà ngày xưa anh lấy tiền không lấy nhiều. Mỗi lần anh lấy có 10-15 nghìn anh đi chơi điện tử thôi, chứ không phải là lấy 500 một triệu, chưa bao giờ luôn. Nhiều nhất là anh lấy như là cũng 80% ấy. Anh kể lần đầu vấp ngã đi anh á. Lần đầu vấp ngã của anh á. Ngã cái lồn này em. Có nghĩa là mình đi đường, mình trẻ con mình chạy mình bị ngã hay là ngã cái đéo ấy. Anh khởi nghiệp bằng tay trắng. Thế cho nên là anh ngã cái gì anh đéo nhớ. Chứ không phải là nhà mà móng như kiểu nhà mình móng mình